Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Winta, tin tức ngày 28 tháng 7 năm 2021, có nội dung chính sau đây. Bình Định phong tỏa tạm thời cảng Quy Nhơn để phòng chống dịch Covid-19. Cảng Quy Nhơn, công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định được áp dụng lệnh phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch Covid-19. Ngày 27 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã ra quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời cảng Quy Nhơn, tổ 55 phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn để phòng chống dịch Covid-19. Việc phong tỏa thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, khoanh vùng cách ly tạm thời khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại cảng Quy Nhơn. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn cũng ra quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân. Cùng ngày, 190 người dân Bình Định từ thành phố Hồ Chí Minh đã về tới sân bay Phù Cát, Bình Định an toàn. Ngay sau khi xuống sân bay, các công dân này được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định bố trí xe đưa đến các khu cách ly tập trung để thực hiện cách ly 7 ngày. Đây là chuyến bay miễn phí thứ 3 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp với Hội đồng hương Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để đưa người dân Bình Định sinh sống, làm việc, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 về quê. Hai chuyến bay trước đã có 383 người Bình Định ở thành phố Hồ Chí Minh được đưa về quê. Và hiện Hội đồng hương Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục rà soát danh sách để đưa thêm 190 người Bình Định ở thành phố Hồ Chí Minh về quê trên chuyến bay thứ tư vào ngày 30 tháng 7. Và hiện tại tỉnh Bình Định đã có 118 ca mắc Covid-19. Và đó là thông tin ngày 28 tháng 7 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký vào chuông để theo dõi những thông tin Covid-19 mới nhất trong ngày. Tạm biệt.